Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, phụng vụ lời Chúa hôm nay trong bài đọc thứ nhất và bài phúc âm nói về bà quá. Và hôm nay chúng ta cùng nhau để suy niệm một chút mà ta gọi là lối sống đạo bà quá. Có lẽ trước tiên phải khẳng định ngay rằng cái từ bà quá ở đây nó sẽ mặc một ý nghĩa mới. Hay nói một cách khác là cái lối sống đạo bà quá từ được viết hoa đó là một lối sống đạo như Chúa Giêsu đã khen lợi, tức là với một sự tín thác hoàn toàn và với tình yêu mến. Hai điều đó thôi đã cho thấy được một lối sống đạo can đảm, đầy đủ và quảng đại. Trước tiên, ở trong bài đọc thứ nhất, sách Các Vua quyển thứ nhất đã trình thuật lại thời đó là thế kỷ thứ 9 trước Chúa Giáng sinh, và ngôn sứ Elia đang sống và đang loan báo lời của Chúa, tức là nói ngôn sứ. Thì ông sống trong một thời đại nhiễu nhương. Nhà vua lúc bấy giờ là vua Akhab, vua Israel, lại kết hôn với hoàng hậu Jezabel, là một phụ nữ ngoại giáo. Và bà này đã muốn loại trừ tôn giáo của Gia-vê, loại trừ Do Thái giáo. Bà đã thờ thần Ba An, đã biến các nơi mà thờ phượng Thiên Chúa trước trở thành những đền thờ ngoại giáo. Rồi bà ra lệnh cấm những thực hành như là việc chúng ta gọi là nghi lễ thanh sạch và biết bao nhiêu những điều khác tương tự như vậy. Chính vì như vậy, ngôn sứ Elia đã kêu Chúa để mà trừng phạt, và Chúa đã cho 3 năm hạn hán. Và đương nhiên hạn hán thì đương nhiên là mất mùa và đói kém, không có thức ăn. Bây giờ ngôn sứ Elia đứng dậy và đi về Sarepta. Ở đây ta thấy được ngôn sứ đã gặp một người phụ nữ quá đang đi lượm củi. Vào thời đó người phụ nữ quá cũng không được coi trọng, cũng bị mọi người chung quanh chê cười, không có thế đứng ở trong xã hội. Rồi khi ngôn sứ gặp người phụ nữ này, bà ta liền nói: có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông. Bởi vì bà không phải là người Do Thái, bà là dân ngoại, và bà đã nhận ra ngôn sứ Elia là một ngôn sứ của Thiên Chúa, là một người Do Thái. Bà đã tỏ đức tin của mình khi nói: có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông, tức là của Elia, tức là bà tin rằng Đức Chúa là
Thiên Chúa hằng sống. Và rồi bà đã làm một chiếc bánh cho ngôn sứ, và ngôn sứ đã làm cho hũ bột gọi là không bị vơi đi, bình dầu cũng không bao giờ cạn, cho đến khi mà Đức Chúa làm mưa ở trên đất nước này. Đúng là hình ảnh của một người phụ nữ quá đẹp, đẹp ở trong tâm hồn, bởi lẽ bà tin tưởng vào Đức Chúa là Thiên Chúa hằng sống của ngôn sứ Elia. Và ngôn sứ đã nhờ lời cầu nguyện bà ban cho bà được gọi là no đầy, bởi lẽ hũ bột không vơi và vò dầu cũng chẳng cạn. Còn trong bài tin mừng thì trước khi nói về câu chuyện của bà quá thì Chúa Giêsu nói về những người kinh sư súng xính trong bộ áo thục, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Ta biết rằng vào lúc mà Chúa Giêsu sinh ra thì đất nước Do Thái đã chịu 300 năm của đô hộ của văn hóa cũng như tôn giáo Hy Lạp và La Mã. Và hai nền văn hóa đó là hai nền văn hóa lớn trên thế giới, nhất là vào thời cổ đại. Và nó muốn xóa tan những nền văn hóa khác, muốn đồng hóa nền văn hóa cũng như tôn giáo của Do Thái giáo trở thành nền văn hóa gọi là Hy Lạp và Roma. Thế nên sống ở trong một bối cảnh như vậy thì người Do Thái và nhất là các kinh sư, các luật sĩ phải tỏ ra mình là một người có tin thờ Thiên Chúa, giữ truyền thống cha ông và đi theo đường lối của Gia-vê Thiên Chúa, bằng cách là họ phải tỏ ra những điều, chẳng hạn họ tuân giữ ngày Sa-bát, chẳng hạn họ tuân giữ những lề luật có liên quan đến vấn đề thực phẩm nào sạch và thực phẩm nào không sạch, và được phép dùng thực phẩm nào và không được phép dùng thực phẩm nào. Rồi ví dụ họ làm những nghi lễ như là nghi lễ rửa tay để mà chứng tỏ mình là một người Do Thái giáo đạo đức. Đúng là 300 năm đã từng như vậy, và chính vì như vậy cái nếp sống đó vẫn còn kéo dài đến thời của Chúa Giêsu. Nhưng mà đến thời của Chúa Giêsu, dưới sự cai trị của người La Mã thì người La Mã mở rộng cánh cửa hơn một chút. Họ chấp nhận nền văn hóa truyền thống và tôn giáo của Do Thái giáo của người Do Thái, và chỉ có những người mà bị đồng hóa với nền văn hóa của người La Mã thì mới đi theo và phụng thờ theo lối của người La Mã mà thôi. Chính vì như vậy, ít nhiều nó vẫn còn rơi rớt lại những hình thức như chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu nói, đó là các ông kinh sư dạo quanh súng xính trong bộ áo thùng, thích được chào hỏi, chiếm ghế danh dự trong hội đường và thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Đối với một người dân Do Thái giáo bình thường lúc bấy giờ thì những ông kinh sư này đáng kính trọng, và các ông được chào đón ở mọi nơi, ngay cả trong những đám tiệc. Nhưng mà khốn nỗi, Chúa Giêsu lại còn nói thêm đây là điều sai trái của các ông, đó là các ông nuốt hết tài sản của các bà quá, rồi làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Chúng ta nhớ có lần Chúa Giêsu nói khi anh em cầu nguyện thì anh em hãy vào trong phòng đóng cửa lại, cầu nguyện với cha của anh em đứng ngự trên trời, người thấu hiểu tất cả và người sẽ đáp ứng cho anh em những điều anh em cần xin theo như ý định của người. Còn ở đây thì các ông ra những chỗ gọi là công cộng, những đầu đường nhiều người qua lại để mà cầu nguyện, thì đây là một hình thức là sự phô trương không cần thiết. Và Chúa Giêsu kết luận luôn, đó là những người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Giống như là một bối cảnh để mà dẫn vào câu chuyện của bà quá, một bà quá nghèo bỏ vào trong hòm dâng cúng trong nhà thờ 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 đồng xu Roma. Chúng ta biết rằng hệ thống tiền tệ của người La Mã lúc bây giờ áp đặt trên các dân thì đồng kẽm đó là một cái đồng
giá trị thấp nhất, và đó là đồng của người nghèo. Ta cũng có thể hình dung nó giống như là 500 ngàn hay là 1 ngàn, 2 ngàn của thời chúng ta bây giờ. Đúng là không có giá trị gì, nhưng mà bà ta đã được Chúa Giêsu khen ngợi bởi vì bà đã túng thiếu, lại còn bỏ tất cả những gì bà có, tất cả những gì mà nuôi thân mình vào trong tiền dâng cúng. Quả thật, Chúa Giêsu nhìn thấy ở trong tấm lòng, ở tận sâu tâm hồn của con người hơn là hình thức bề ngoài. Có lẽ chúng ta có một kinh nghiệm trong đời sống, đôi khi chúng ta gặp những người gọi là khoe khoang, gọi là kiêu căng, gọi là thích tỏ ra thế này thế khác. Xem ra những hành vi đó nói lên một điều rằng họ thiếu đức tin và nhất là thiếu tình yêu thương. Còn ở đây thì người phụ nữ quá này hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, bởi vì cái số tiền ít ỏi, bà vốn là người túng thiếu, số tiền đó có thể nuôi bà 1, 2, 3 ngày sắp tới. Bây giờ thì đã dâng cúng hết rồi, không còn gì nữa, không biết tương lai thế nào, không biết ngày mai ăn uống ra sao, ấy thế mà vẫn cứ tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Và nhất là Chúa Giêsu nhìn thấy ở tay, ở trong tâm hồn của bà một tình yêu thương rộng lớn. Bởi lẽ bà đã tín thác vào Thiên Chúa đã vậy, nhưng mà bà đặt cả cuộc đời của mình vào trong bàn tay của Thiên Chúa, và đó ta có thể coi như là một hành vi can đảm vậy. Có lẽ chúng ta cũng có một kinh nghiệm ở trong đời, là chúng ta cũng có thể gặp những lối sống đạo, tạm gọi là lối sống đạo bà quá đó, ở trong thế giới hôm nay, nhưng mà xem ra vẫn còn ít lắm. Chúng ta xin Chúa cho tất cả chúng ta có được một lối sống đạo tràn đầy tình yêu mến và tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Bởi lẽ Thiên Chúa là tình yêu và người yêu thương và chăm sóc chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý ông bà anh chị em, để mỗi ngày lớn lên trong một lối sống đạo, tạm gọi là lối sống đạo bà hóa, tín thác và yêu thương như thế. Amen.